Khi còn trẻ, Phương Tố Hiền mê hoặc khán giả bằng vẻ đẹp hoàn hảo cùng danh xưng đệ nhất mỹ nhân màn ảnh. Trong đó, đôi mắt phượng của Phương Tố Hiền đẹp đến mức khiến người ta nhìn thoáng qua đã chìm đắm ngay và có một sức quyến rũ vô hình. Một số người nói, đôi mắt của Nhiếp Tiểu Thiến đẹp nhất trên màn ảnh, có khả năng giết người, thậm chí còn không dám nhìn vào cô. Nhắc đến Phương Tố Hiền, người hâm mộ nghĩ ngay đến mỹ nhân hàng đầu châu Á một thời nhưng lại có cuộc đời truân chuyên chuyện tình yêu, hoàn toàn trái ngược với những thành tựu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Cuộc đời người đẹp họ Vương hoàn toàn có thể dựng thành phim với những nút thắt ly kỳ, kịch tính. Phương Tố Hiền được xem là biểu tượng sắc đẹp của thập niên 90. Vào thời điểm đó, tất cả những gì được Phương Tố Hiền khoác lên người đều được xem là từ kiểu tóc cho đến phong cách ăn mặc. Xuất thân danh giá và con đường tiến vào làng giải trí trải đầy hoa hồng. Phương Tố Hiền sinh năm 1967 trong một gia đình danh gia vọng tộc tại Đài Loan. Từ nhỏ, nữ diễn viên đã được bố mẹ o bế với hy vọng khi lớn lên trở thành người thừa kế của gia tộc. Sau khi tốt nghiệp trung học, Tố Hiền cãi lời bố mẹ để quyết tâm theo đuổi nghệ thuật. Cô đăng ký học theo diễn xuất ở trường nghệ thuật Quốc Quang. Với khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao được thừa hưởng từ bố, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng Phương Diệu Hoàng, Tố Hiền sớm chạm ngõ showbiz nhờ vai trò người mẫu. Ở tuổi 15, cô được nhãn hàng thể thao Adidas mời đóng quảng cáo và có cho mình vai diễn đầu tay 2 năm sau đó. Như lời bạn học của Phương Tố Hiền kể lại, khi đó cô gần như được các bạn nam trong toàn trường theo đuổi, mỗi ngày đều có người ghé vào cửa để nhìn lén người đẹp. Mỗi buổi sáng, trên bàn học của cô lúc nào cũng tràn ngập những bữa sáng tình yêu. Ký giả tờ On đánh giá, sự nghiệp nghệ thuật của Phương Tố Hiền như được trải sẵn hoa hồng. Khi mới vào nghề, nữ diễn viên sớm tỏa sáng với phim điện ảnh, năm nay ven hồ sẽ rất lạnh. Cô được công ty điện ảnh Thiệu Thị chủ động ngỏ lời, ký hợp đồng độc quyền 8 năm với cách xê ngất ngưỡng. Nhờ nhan sắc hơn người cùng thái độ làm việc chuyên nghiệp, Tố Hiền nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đồng nghiệp lẫn giới chuyên môn. Cô có cơ hội hợp tác với các tài tử đình đám bấy giờ như Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Châu Nhuận Phát. Nữ diễn viên còn là nàng thơ của đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc khi đóng gần chục tác phẩm điện ảnh của ông. Đến năm 1987, vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong phim Thị Nữ U Hồn đã khiến cho sự nghiệp của Phương Tố Hiền tiến thêm một bước lớn. Thế nhưng ít ai biết rằng Phương Tố Hiền cũng không phải là nữ diễn viên được đạo diễn Từ Khắc lựa chọn. Phương Tố Hiền đã từng nài nỉ đạo diễn để có được cơ hội thử sức với vai diễn này. Khi xuất hiện với bộ trang phục màu đỏ, người đẹp họ Vương đã khiến cho mọi người phải chấn động và Từ Khắc cũng đã phải thốt lên rằng đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến mà tôi muốn tìm. Cứ như vậy, Phương Tố Hiền đã tạo nên một hình ảnh kinh điển trên màn ảnh mà tới nay vẫn không ai có thể vượt qua nổi. Có người đã nhận xét rằng diễn nhưng không tục, khí chất bi ai, độc đáo của cô ấy đã thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo. Sau Phương Tố Hiền, thế gian sẽ không lại có Nhiếp Tiểu Thiến nữa. Nhờ bộ phim này, Phương Tố Hiền được đề danh cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Tượng và được mệnh danh là tứ đại danh đáng của Hồng Kông, ngang hàng với Trương Mạn Ngọc, Chung Sở Hồng, Quang Chi Lâm. Sở hữu vẻ đẹp mong manh, làn da trắng ngần cùng khí chất cổ điển, thoát tục, Phương Tố Hiền là một trong những ngọc nữ của màn ảnh Hoa ngữ, được ví là tiên nữ nhờ phong thái bất phàm. Những năm cuối của thập niên 1980, đầu thập niên 1990 là thời kỳ vàng son của điện ảnh Hồng Kông. Trong chặng đường ấy, Phương Tố Hiền là một trong những viên minh châu sáng nhất, góp phần làm nên diện mạo rực rỡ cho điện ảnh xứ Cảng. Chuyên gia nghệ thuật Dương Học Bình nhận định, Phương Tố Hiền luôn là cái tên săn đón bậc nhất của showbiz Hồng Kông trong suốt thời gian hoạt động. Tuy nhiên, người đẹp không ít lần thừa nhận bản thân áp lực và mệt mỏi trước những hào nhoáng, thị phi làng giải trí. Cô từng tạm ngưng đóng phim trong 5 năm để tìm lại sự cân bằng cho mình. Năm 2000, Phương Tố Hiền sau thời gian cân nhắc đã chọn rời xa ánh đèn sân khấu và sang định cư ở Canada. Cô từng có ý định trở lại đóng phim, nhưng sau cái chết của người bạn thân Trương Quốc Vinh năm 2003, người đẹp họ Phương quyết định không lưu luyến giới giải trí. Hai lần bị lừa dối tình cảm, quy y cửa Phật. Xinh đẹp, tài năng, nhưng chuyện tình cảm của Phương Tố Hiền lại chẳng được thuận buồm xuôi gió. Trong đó, hai mối tình gây tranh cãi nhất của cô phải nói đến nam ca sĩ Tề Tần, chàng lãng tử nổi danh của Cbiz và đại gia Lâm Kiến Nhạc, chồng cũ của nữ diễn viên Tạ Linh Linh. Cặp đôi Tề Tần, Tố Hiền quen biết nhau khi cùng hợp tác trong một bộ phim năm 1987. Tề Tần sớm phải lòng trước nét đẹp và sự dịu dàng của mỹ nhân. Trong khi đó, Phương Tố Hiền dành nhiều lời có cánh cho bạn trai là người ga lăng, tâm lý. Cứ cho rằng hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng thật sự chứng minh rằng người đẹp này đã quá ngây thơ. Phương Tố Hiền chủ động phát triển sự nghiệp ở Hồng Kông, trong khi Tề Tần lại chú tâm vào thị trường Đài Loan. Cứ như vậy, tình cảm của họ đã dần phai nhạt. Năm 1987, Tề Tần phát hành album Đông Vũ, trong đó ca khúc Ước Chừng Ở Mùa Đông đã khiến cho làng nhạc phải xôn xao. Được biết, khi Phương Tố Hiền về Đài Loan gặp mặt người yêu, Tề Tần đã ngắm nhìn cô nghỉ trưa và hoàn thành bài hát chỉ trong vòng 10 phút. Có thể nói, bài hát với những giai điệu tuyệt đẹp này là minh chứng quan trọng cho tình yêu của họ. Sau mối tình cay đắng với bạn trai nổi tiếng, Phương Tố Hiền mất phương hướng thời gian dài. Thời điểm này, doanh nhân Lâm Kiến Nhạc, người vốn quen biết cô từ trước đó bên cạnh hết lòng động viên. Để lấy lòng người đẹp, vì đại gia không ngại bỏ cả thời gian làm việc để tháp tùng cô trong mọi sự kiện lớn nhỏ. Tố Hiền vì cảm động trước tấm chân tình của người đàn ông bên cạnh đã chấp nhận lời đề nghị hẹn hò.
Tuy nhiên, nữ diễn viên không ngờ rằng vì đại gia đem lòng yêu cô đã có gia đình, vợ con. Mối tình cả hai sớm bị báo chí phanh phui khiến Vương Tổ Hiền nhận lấy điều tiếng cùng sự tẩy chay từ công chúng thời gian dài. Lúc này, người tình cũ của cô, nam tài tử Tây Tân, lại chẳng hề oán trách. Tiểu Hiền bỏ tôi để theo Lâm Kiến Nhạc, tôi không tin đây là quyết định của chính cô ấy. Anh đã sáng tác ca khúc Không Cho Anh Nước Mắt ở bên anh qua đêm năm 1997 để bày tỏ nỗi nhớ thương của mình gửi tới người đẹp. Khi ở Canada, Vương Tổ Hiền đã nghe được bài này và vô cùng cảm động. Cô đã liên lạc với nam tài tử và cặp đôi này đã chính thức tái hợp sau mấy năm xa cách, nhưng mới tình lại đứt gánh vì Tây Tân giấu giếm chuyện có vợ con với cô. Đau khổ, thất vọng về tình yêu, Vương Tổ Hiền đã quyết định rời xa làng giải trí. Mấy ngày nay, tôi chứng kiến, đột nhiên cảm thấy thời gian là hữu hạn. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi giới điện ảnh, sống một cuộc sống không cần đồ make up, làm những điều mình yêu thích. Hiện tại, tôi hy vọng có thể đi du học. Tôi tin rằng, rời đi là một bắt đầu mới. Cuộc sống tự do và vẻ đẹp như bị thời gian bỏ quên tuổi U60. Sau những lần tổn thương vì bị lừa dối tình cảm, nữ minh tinh sống khép kín, chấp nhận độc thân từ nhiều năm nay. Trong một bài phỏng vấn, Tổ Hiền thừa nhận cô nhận không ít lời tán tỉnh, theo đuổi tư đàn ông nhưng trái tim đã sớm nguội lạnh. Tôi chẳng hẹn hò ai, bây giờ và sau này đều như thế. Chỉ hy vọng bản thân có thể sống một đời bình ổn đến ngày rời khỏi cuộc đời, nữ diễn viên chia sẻ. Tuổi xế chiều, Vương Tổ Hiền vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tú, song đã nhuốm màu thời gian. Nữ diễn viên cũng bị nghi vấn làm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, khiến mặt bị chảy xệ và cứng đờ. Đứng trước thông tin xoay quanh đời tư của mình, cô từ chối đưa ra phản hồi. Được biết, từ sau khi chính thức rút khỏi giới giải trí, Vương Tổ Hiền chọn cuộc sống an yên tại nước ngoài. Thỉnh thoảng cô chia sẻ ảnh trên trang cá nhân, khán giả biết khá ít thông tin về Vương Tổ Hiền. Dù vậy, khi xuất hiện trên phố, Vương Tổ Hiền vẫn được nhiều người nhận ra và xin chụp hình cùng cô. Theo nhận xét của một số người tình cờ gặp Vương Tổ Hiền, cô ăn mặc khá giản dị và vẫn rất đẹp. Có lần người ta phát hiện ra đệ nhất mỹ nhân châu Á năm nào đứng xếp hàng mua trà sữa. Cô rất thân thiện và dễ gần, thậm chí còn nhường ghế cho người lớn tuổi. Chia sẻ về bí quyết chăm sóc sức khỏe và duy trì nhan sắc, Vương Tổ Hiền cho biết cô luôn uống 2 cốc nước khi thức dậy. Ngoài ra, trong ngày đệ nhất mỹ nhân này cũng uống thêm nước ép bưởi. Vương Tổ Hiền cũng tập thể dục 30 phút mỗi ngày để đốt mỡ và thải độc. Có lẽ chính vì rất biết bảo dưỡng cơ thể nên Vương Tổ Hiền vẫn trẻ đẹp dù đã là U60. Vài năm nay, báo chí nhắc đến Vương Tổ Hiền nhiều hơn, cô cũng lộ diện nhiều hơn trên mạng xã hội. Từng có thời gian Vương Tổ Hiền béo, tăng cân, nhưng gần đây cô chăm sóc bản thân hơn. Vương Tổ Hiền cũng sống khá bình yên tại Canada và thỉnh thoảng về quê nhà khi có dịp. Nhiều người hâm mộ dành sự thương cảm cho cô vì mãi không chịu kết hôn sinh con mà sống lủi thủi một mình.